Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì mạng xã hội Facebook đã cập nhật lại thông tin bản đồ bỏ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Theo đại diện của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, phía Facebook cho biết đây thuần túy là vấn đề kỹ thuật, chứ không phải mang động cơ chính trị. Sai sót này là do việc lựa chọn bản đồ làm cơ sở thuộc bên thứ ba cung cấp, chứ không phải của Facebook trước đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã gửi yêu cầu đến facebook yêu cầu mạng xã hội lớn nhất thế giới này làm rõ thông tin đưa hoàng sa trường sa vào bản đồ trung quốc và khẳng định việc facebook sử dụng bản đồ sai lệch về chủ quyền quần đảo trường sa và hoàng sa của việt nam đã vi phạm nghiêm trọng quy định của thủ tướng chính phủ về việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng trước đó khi truy cập vào một bản đồ trong tính năng chạy quảng cáo của facebook nhiều người bất ngờ khi không thấy xuất hiện hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam tuy nhiên khi tìm đến phần bản đồ của trung quốc công cụ bản đồ của facebook lại xuất hiện tên hai quần đảo này